Xin chào tất cả các bạn. Khi mà ngành công nghiệp blockchain và thị trường crypto đang dần trở nên phát triển và phổ biến hơn trên thế giới, cùng với đó là việc Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ là SEC đã liên tục phê duyệt cho các quỹ Spot Bitcoin ETF và Spot Ethereum ETF được đi vào hoạt động kể từ đầu năm cho tới nay, đã đánh dấu một trong những bước ngoặt quan trọng trong việc là đưa hàng triệu người, thậm chí là hàng tỷ người dùng tới với lại ngành công nghiệp blockchain và lĩnh vực Web3 này. Rõ ràng điều này cho thấy là tiềm năng phát triển rất là lớn của những cái ứng dụng công nghệ blockchain trong cái tương lai không xa. Thế nhưng đi kèm với đó, chúng ta cũng phải đối diện với những cái thử thách về nhất định về mặt công nghệ. Một ứng dụng được xây dựng trên một blockchain, dù là layer 1 hay layer 2, khi phát triển tới một mức nào đó sẽ ngày càng có nhiều người dùng với những cái nhu cầu sử dụng cao hơn và nhiều người dùng hơn. Thì do đó nó sẽ có những cái yêu cầu cao hơn về cái công suất này cũng như là tốc độ từ blockchain nền tảng để đảm bảo những cái trải nghiệm người dùng luôn được tối ưu hóa. Và tất nhiên thì ở thời điểm hiện tại có khá là nhiều cái giải pháp đã được đưa ra nhằm giải quyết cái vấn đề gọi là scaling của các blockchain này. Điển hình như là mình có thể lấy ví dụ như là một trong những blockchain lớn nhất ở thời điểm hiện tại đó là Ethereum nhé. Chúng ta có những giải pháp blockchain layer 2 này, Optimistic Rollup này, Zero Knowledge Rollup, rồi những cái giải pháp và EIP giống như là 4844, 1559, vân vân. Và sắp tới chúng ta còn có thể là có shading, rồi rất là nhiều thứ. Thì tuy nhiên, trong trường hợp này, việc tự xây dựng một blockchain riêng đối với lại những cái dự án như là DeFi hoặc là GameFi là một điều cần thiết để đảm bảo cái sản phẩm của mình được duy trì cái phí giao dịch ổn định với năng suất xử lý giao dịch nhiều hơn trong cái khoảng thời gian nhất định, đặc biệt là trong cái khoảng thời gian cao điểm á. Và chính điều này đã dẫn đến những cái nhu cầu xây dựng những cái app chain. Thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về Paradex, một trong những dự án đầu tiên tiên phong trong việc xây dựng app chain trên blockchain Starknet. Hãy tìm hiểu xem dự án này có gì thú vị cũng như là tiềm năng phát triển của dự án trong tương lai là gì nhé. Mình là Tiến, đến từ Coin68 TV. Ok, đầu tiên thì hãy nói sơ qua một xíu về khái niệm App Chain. App Chain, nguyên văn của nó là Application Specific Blockchain. Cơ bản là một blockchain được thiết kế để phục vụ cho một ứng dụng duy nhất, thay vì trở thành một cái blockchain nền tảng phục vụ cho nhiều những ứng dụng cũng là nhiều cái mục đích khác nhau, giống như là Ethereum này, hoặc là Solana, hoặc là Binance Chain, vân vân. Thì việc xây dựng một cái app chain như vậy sẽ giúp cho dự án đảm bảo được cái phí giao dịch cùng với hiệu suất ổn định khi mà vận hành, đặc biệt là trong những cái khung thời gian cao điểm. Từ đó nó sẽ đem lại những cái trải nghiệm tối ưu đối với lại cả người dùng khi sử dụng, cũng như là đối với cái đội ngũ phát triển dự án có thể tùy chỉnh những cái tính năng của sản phẩm. Và Paradex là một mạng lưới layer 2 của Ethereum, được xây dựng dựa trên công nghệ Zero Knowledge Rollup kết hợp cùng với bộ công cụ gọi là Starknet Stack, nhằm định hướng phát triển dự án của mình trở thành một nền tảng phái sinh phi tập trung đạt được cái hiệu quả cao trong lĩnh vực DeFi. Tầm nhìn của Paradex là trở thành một nơi mà các DeGen Trader có thể có được những cái trải nghiệm tốt nhất, không thua kém gì những cái sàn giao dịch CX hàng đầu với phí giao dịch thấp này, tính thanh khoản cao cùng với lại hiệu suất hoạt động tốt. Đầu tiên, thì khác với một số những cái sàn giao dịch phi tập trung đang hoạt động theo cơ chế CLOB, tức là Central Limit Order Book á, theo hướng gọi là tiếp nhận những cái giao dịch on-chain, nhưng khâu xử lý và finalize cuối cùng lại được thực hiện off-chain. Tức là cái việc thực hiện này sẽ được diễn ra bên ngoài cái blockchain nền tảng. Thì điều này về cơ bản thì có thể đem lại một số những cái lợi ích có thể kể đến, giống như là phí giao dịch thấp này, tốc độ giao dịch được tăng cao này, cùng với đó là giảm thiểu được cái việc tắc nghẽn mạng lưới trong những khung thời gian cao điểm, vân vân. Nhưng mà cái việc mà xử lý off-chain, tức là họ sẽ phải phụ thuộc vào một bên trung gian khác để xử lý những cái giao dịch này, thì vô hình chung mang lại những cái rủi ro khác liên quan đến tính phi tập trung và bảo mật, cùng với đó là sự thiếu minh bạch trong khâu vận hành nếu có thể diễn ra. Điều này đi trái lại với những gì mà công nghệ blockchain đang hướng đến. Đó là chưa kể đến những vấn đề về cơ sở hạ tầng hoặc là trải nghiệm của người dùng có thể sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu phải buộc phải sử dụng đến những cái bên trung gian thứ ba như vậy. Đối với Paradex, việc xây dựng một blockchain riêng biệt để phát triển dự án của mình đã mang đến cho họ một cái giải pháp mới trong việc xử lý những cái giao dịch on-chain. Nó có khả năng tùy chỉnh cao và tập trung vào việc vận hành một sản phẩm, ở đây trong trường hợp này đó chính là một cái sàn DEX phái sinh một cách hiệu quả,
chứ không cần phải hỗ trợ những cái smart contract khác cho mục đích chung. Điều này cho phép Paradex có thể tối ưu về mặt hiệu suất và thông lượng để tạo ra một sản phẩm mạnh mẽ và hiệu quả, có thể cạnh tranh trực tiếp với những cái sàn CX nổi tiếng ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà tất nhiên thì ở thời điểm hiện tại, giới hạn về mặt công nghệ chưa cho phép Paradex có thể đem toàn bộ cái quá trình xử lý giao dịch của mình lên on-chain được. Vẫn sẽ có những cái công đoạn mà dự án sẽ buộc phải thực hiện on-chain nhằm giảm thiểu cái chi phí cho người dùng cũng như là cải thiện cái tốc độ giao dịch. Và thật ra thì theo như mình biết ở thời điểm hiện tại á, thì thậm chí kể cả những cái tên lớn trong thị trường crypto như là DYDX, xây dựng DYDX chain của họ cũng chưa thể hoàn toàn làm được cái công việc này. Ok, thì người dùng khi thực hiện giao dịch trên Paradex thì về bản chất là họ đang sử dụng một sản phẩm được xây dựng trên một blockchain Paradex riêng biệt. Do đó nên là khi mà tiến hành tạo tài khoản lần đầu á, thì các bạn sẽ được Paradex tạo cho một cái địa chỉ ví mới có private key riêng, và tài sản của bạn cũng sẽ được lưu trữ trong địa chỉ ví này. Chính vì vậy mà ở thời điểm hiện tại á, thì để sử dụng và trải nghiệm Paradex thì người dùng sẽ phải deposit tài sản, tức là bao gồm ETH hoặc là USDC từ Ethereum, và do đó thì sẽ tốn một ít phí khi mà thực hiện. Nhưng bởi vì dự án vẫn còn đang trong giai đoạn beta mainnet nên mà trong tương lai thì người dùng có thể chuyển tiền từ Starknet hoặc thậm chí là những cái layer 2 hoặc hơn nữa là những cái blockchain EVM khác vào Paradex, và có thể giảm được tương đối nhiều là gọi là cái phí giao dịch khi mà chuyển tiền á. Paradex nhận được khá là nhiều sự đầu tư và hỗ trợ từ những cái quỹ đầu tư có tên tuổi lớn trên thị trường, có thể kể đến như là Dragonfly Capital này, Amber Group này, GSR này, Trium Capital này, Avon Venture của Fidelity này, vân vân. Ngoài ra cũng sẽ còn một số những cái quỹ khác nữa. Thì bên cạnh đó thì dự án cũng còn kết hợp với lại nhiều market maker lớn trong thị trường để cung cấp thanh khoản, giống như là Zoom Trading này, Amber Group này, GSR này, vân vân. Team nhân sự của Paradex đều là cựu nhân viên của những công ty lớn, không chỉ trong thị trường crypto mà còn trong cả thị trường tài chính truyền thống, ví dụ như là Binance này, BitMEX này, Genesis, Paradigm, Goldman Sachs này, Morgan Stanley, vân vân. Ok, vậy thì tiềm năng phát triển của Paradex thế nào? Thì như mọi người đã biết á, thì blockchain Starknet vốn được xây dựng bằng ngôn ngữ Cairo từ đầu, thay vì sử dụng Solidity, mặc dù là một layer 2 của Ethereum. Và hiện nay thì Starknet vẫn chưa thể hoàn toàn tương thích với những cái blockchain EVM khác trong hệ sinh thái layer 2 của Ethereum. Và đây cũng chính là một cái nhược điểm khá lớn của Starknet ở thời điểm hiện tại. Nó hạn chế đi cái nguồn lực về tài chính, nguồn lực về người dùng, cũng như là cái nguồn lực về cái đội ngũ phát triển đến từ những cái blockchain Ethereum và cũng như là những cái blockchain khác cho hệ sinh thái của nó. Và nhằm khắc phục cái vấn đề này, thì Starknet đã phát triển cái bộ công cụ là Starknet Stack của họ để phát triển hệ sinh thái gồm các app chain của mình. Thì những cái app chain này sẽ hoàn toàn có khả năng gọi là điều chỉnh để có thể tương thích với những cái blockchain EVM khác. Và Paradex chính là dự án app chain đầu tiên tiên phong trong cái việc là sử dụng bộ công cụ Starknet Stack này để hoàn thiện cái sản phẩm, hoàn thiện và phát triển cái sản phẩm của mình. Nếu Paradex có thể thành công thì nó sẽ là một cái tiền đề quan trọng cho các dự án sau này có thể phát triển thành app chain trên Starknet. Và Starknet Stack sẽ là một cái vũ khí tối thượng của Starknet để có thể cạnh tranh sòng phẳng với những cái layer 2 khác trong cái cuộc chiến cạnh tranh thị phần của mình. Và bên cạnh đó thì đây cũng là một cái bước đi khá là thông minh của Paradex, đó chính là làm về một cái sản phẩm gọi là một cái sàn DEX phái sinh, sàn Perpex. Đây là một cái ngách tiềm năng và có thể dễ dàng tiếp cận đến với nhiều người dùng nhất, nhất là sau cái sự sụp đổ đáng thất vọng của đế chế FTX Alameda Research, gây thất thoát và thiệt hại cho người dùng ước tính lên đến hàng tỷ đô vào năm 2022. Ok, thì ở thời điểm hiện tại thì Paradex vẫn chưa launch native token của mình, thì người dùng hoàn toàn có thể tham gia những cái coin program của dự án để có thể nhận được những cái points để có cơ hội nhận được airdrop từ dự án sau này. Thì chương trình nhận point của Paradex đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 2024 vừa qua và đang kéo dài cho tới thời điểm hiện tại. Thì sẽ có khoảng 1 triệu point được phân phối mỗi tuần cho người dùng Paradex. Về cơ bản thì sẽ có hai thành phần point chính. Thứ nhất đó chính là fee points, sẽ chiếm 70%. Tức là cái phần fee point này sẽ phân bổ cho người dùng dựa trên cái mức phí giao dịch mà đã trả khi mà thực hiện giao dịch. Và thứ hai là phần maker points, là chiếm khoảng 30%. Thì cái phần point này sẽ được phân bổ cho người dùng đã cung cấp cái thanh khoản cho Paradex Order Book. Ngoài ra thì người dùng cũng có thể tích lũy point dựa trên cái khối lượng hợp đồng được mở, tức là open interest và TVL của cái tài khoản của họ.
Ví dụ như là mình lấy ví dụ nhé, thì họ các bạn sẽ nhận được 10 points đối với mỗi 1.000 đô giá trị open interest mỗi tuần, hoặc là 20 points với mỗi 1.000 đô giá trị TVL trong tài khoản của các bạn mỗi tuần. Hiện tại thì dự án đang có chương trình gọi là push x5 số lượng point đối với lại là các hợp đồng được mở, tức là các open interest, và x10 point đối với lại cái TVL trong cái tài khoản của bạn. Thì chương trình này sẽ kéo dài cho đến hết tháng 7, song song với đó là chương trình Precision, tức là các bạn sẽ trading lấy volume và lấy point để từ dự án. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể tham gia bằng kiếm point bằng cách là làm những cái nhiệm vụ trên Gashi này, hoặc là tham gia những cái side event trên Twitter hoặc là Discord hàng tuần của dự án, để có thể kiếm thêm cái point về cho chính mình. Ok, thì trên đây là những cái giới thiệu tổng quan về dự án Paradex. Thì theo cái như cá nhân của mình cảm nhận đó, thì đây là một dự án khá là tiềm năng để anh em có thể tham khảo và trải nghiệm, cũng như là tìm kiếm cơ hội nhận được airdrop đến từ dự án. Ok, video lần này đến đây là kết thúc rồi. Thì cảm ơn các anh em đã xem đến cuối video. Nếu anh em cảm thấy video lần này hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe, và đừng quên là nhấn chuông thông báo để luôn nhận được những cái thông tin mới nhất đến từ đội ngũ Quan Sát 8 TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.